Chị tên là gì? Thảo. À, chị hiện tại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30. 30 à? Thế, hiện tại chị đang sống ở đâu? Hiện tại chị đang sống ở xóm chị là xóm mấy? Ở cánh Xóm 1. chị xóm 1 đúng không? Xóm 1 là thôn nội xã xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đúng không? Thế chị đã lấy chồng chưa? Chưa. Chị chưa lấy chồng đúng không? Thế bây giờ chị có mong muốn là năm 2022 là như muốn như nào? Có gì chị cứ nói ra. Có một tình yêu. Một tình yêu à? Thế thì có chị có xác định là yêu người cùng làng hay là muốn yêu xa hay là muốn yêu gần? Đi xa. Muốn yêu xa hay gì? Tại sao lại chị muốn yêu xa, sao không yêu ở gần làng lấy ở người quanh xã này cho gần? Tại sao chị thích yêu xa? Yêu Hay xa cho nó xa bố mẹ cho nó cảm tình à, hơn. à em hiểu rồi. Có nghĩa là chị muốn yêu xa khi nào mà về thăm bố mẹ sẽ có tình cảm nhiều hơn và nhung nhớ nhiều hơn đúng không? Rồi. Đúng là rất lâu rồi em mới được gặp chị đấy.